Hay là cuối tuần anh đi họp cho con nhá. Trên mặt mũi em như thế này. Bố đừng mắng mẹ nữa. Mẹ con đã xấu xí, lại còn hay cãi. Các bạn chê mẹ xấu như ma mút. Con không muốn xấu giống mẹ đâu. Cô đúng là cái loại đáng kinh tởm. Cô mới là người kinh tởm ý. Cô đi, mời lại không chứa mày đâu. Mẹ sẽ quay trở lại đón con. Cái loại đàn ông như mày ấy mà, chỉ nghĩ bằng thân dưới thôi. Mẹ ơi, cuối tuần này mẹ đi họp phụ huynh cho con nhé. Đâu, đưa mẹ xem nào. Nhưng mà mặt mũi mẹ như thế này thì... Anh này, hay là cuối tuần anh đi họp cho con nhá. Chứ mặt mũi em như thế này, ra đường em ngại lắm. Để bố xem nào. Trời ơi, con gái của bố càng lớn càng xinh nhỉ. Thế ở lớp con học có giỏi không? Có ạ, con giỏi nhất môn toán đấy bố ạ. Ừ, mắn lắm. Cuối tuần này họp vào buổi chiều, nên là anh cố gắng thu xếp rồi đi họp cho con nhá. Cô đừng có mà ra lệnh cho tôi. Cô bày việc cho tôi đấy à? Cô là mẹ, việc dạy dỗ con cái là việc của cô. Còn tôi hàng tháng đưa cho cô tiền đóng học cho con là hết trách nhiệm rồi. Tôi làm như thế cũng là muốn tốt cho con thôi. Bây giờ anh có địa vị, anh đi họp thì cũng nở mày nở mặt hơn chứ. Chứ còn mặt mũi tôi như thế này, ta đùa người ta lại... Thôi thôi, cô đứng mà viện cớ. Bố ơi, bố đừng mắng mẹ nữa, ai đi học cho con cũng được mà. Đấy, con xem đấy. Mẹ con đã xấu xí, lại còn hay cãi. Chứ bố đâu có muốn quát nạt mẹ con đâu. Thế, mẹ đi học phụ huynh cho con nhá, mẹ nhá. Được rồi, để mẹ đi học phụ huynh cho con. Ra đây mẹ nào. Sao có chuyện như vậy được? Lớn lên con chắc chắn sẽ xinh đẹp, mà lại còn xinh đẹp hơn cả mẹ nữa. Nhưng các bạn bảo con ghé ai cũng giống mẹ. Nếu con giống mẹ thì phải làm thế nào á? Con không muốn xấu giống mẹ đâu. Con không muốn giống mẹ đâu. Con không muốn giống mẹ đâu. Ôi giời ơi, nhà cửa có việc gì mà sao suốt ngày cứ ầm ầm như thế? Bố ơi, hôm đi họp phụ huynh các bạn nhìn thấy mẹ, các bạn chê mẹ sống như ma. Tôi đi làm cả ngày đã mệt rồi. Tôi không có sức đâu mà quản với cái chuyện linh tinh của mẹ con cô. Thôi được rồi, mẹ xin lỗi. Là tại mẹ xấu cho nên là con mới bị các bạn chê. Ý đi nhá. Yên trong này nhá, tí nữa chị sẽ cho em đi chơi. Mẹ cầm nước con ạ. Ừ. Này, cầm mấy đô. Con gái, bố mua vé cho hai mẹ con đi du lịch. Con đi chơi nhớ phải ngoan, nghe lời mẹ biết chưa? Sao bố không đi chơi với hai mẹ con ạ? À, bố cũng muốn đi chơi với con gái của bố lắm. Nhưng mà dạo này bố bận quá. Bố phải đi làm, bố phải kiếm thật nhiều tiền để còn nuôi Mỹ ăn học nữa. Vâng ạ. Ừ. Con chào bố đi. Con chào bố ạ. Ừ. Hai mẹ con đi chơi vui nhá. Vâng ạ. Alo. Ừ. Em à. Đi rồi. Để luôn nhá. Anh đợi. Ừ. Anh đợi. Nhớ thế. Nhớ thế. Này, cuối cùng ý thì em định đặt chân vào căn nhà này rồi đấy. Em thấy anh chiều em chưa? Anh chiều em hơn cả vợ của anh nữa đấy. Thế anh không chiều em thì anh chiều ai? Em là người yêu nhất còn gì nữa. Mà nhớ, bao nhiêu lần gặp nhau ở khách sạn ấy, em tủi thân lắm. Cứ như là em làm gái không bằng ấy. Nào,
em tủi thân á. Thế bây giờ anh làm cho em đỡ tủi nhá. Em chào chị, em là em gái nuôi của anh Long ạ. Con gái của bố quên mấy anh à? Sao không gọi cho bố, để bố mang xuống cho con? Hai người vụng trộm với nhau. Anh lại còn đưa con ta về trình cái căn nhà này nữa. Anh muốn để con gái của anh nhìn thấy à? Câm mồm, đấy là việc của tôi, không phải là việc của cô. Cô là đồ xấu xa, cô cướp bố của cháu. Cô đi đi, về nhà cô đi. Con gái anh xinh gái quá. Này, em ao ước bao nhiêu lâu nay là có một cô con gái như thế với anh đấy. Loại đàn bà lỏng lơ, cô đúng là cái loại đáng kinh tởm. Ai cho cô nói huyền như thế? Cô mới là người kinh tởm ấy. Cô nhìn lại bản mặt của cô xem, tôi buồn nôn. Bố không tốt, bố không thương mẹ, bố không thương con ghét bố, con ghét cô này. Cô xem đi, cô dạy con mình như thế à? Cô dạy con của cô cãi bố nó. Anh ơi, em thấy vợ anh cái này không ổn rồi. Không chăm được chồng, giờ lại còn dạy hư con cái nữa. Em thấy thế này không được anh ạ. Có khi anh phải đem con bé ra cho em dạy dỗ đấy. Anh muốn ly hôn, được, tôi sẽ ký. Nhưng My là con của tôi sẽ nuôi nó. Cô lấy cái quái gì mà nuôi nó à? Bây giờ mà ra pháp luật nữa, quyền nuôi con sẽ thuộc về ai? Sẽ thuộc về tôi. Chị ơi, chị cứ yên tâm nhá, em sẽ chăm con chị như con ruột của em ý. Không, con muốn ở với mẹ cơ. Nào, My, lại đây bố. Còn cô, cút đi, ở đây không chứa mày đâu. My, con ở lại ngoan nhá. Mẹ sẽ đi tìm một công việc mới, rồi sau đấy mẹ sẽ quay trở lại đón con. Không, con thích ở với mẹ cơ. Không được, con phải ở đây với bố. Nào, cút đi. Con ngoan, có mẹ ở đây rồi mà, nhỉ? Mày đã nhận được quà tao gửi cho chưa? Tao vừa nhận được rồi. Mẹ tặng tao mỹ phẩm đấy à? Chứ còn gì nữa? Mỹ phẩm thuộc thương hiệu Kohino nổi tiếng và chất lượng, được nhiều phụ nữ tin dùng. Trước tiên, mày dùng sữa rửa mặt để rửa sạch bụi bẩn. Làn da phải sạch thì mới dễ dàng hấp thu các dưỡng chất. Sau đó, mày dùng sản phẩm serum và các dưỡng chất được chiết xuất từ nano vàng và tàu xanh, rất phù hợp với da bị nám lâu năm như da mày. Cảm ơn mày nhé. Vâng, tất cả các email và tài liệu mật của lão Long ý, em đã gửi cho anh hết rồi đấy. Fan này xem ra là anh ta chết không có chỗ chôn rồi. Tưởng gì cũng được, nhưng mà anh phải nhanh nhanh mà hạ gục hắn ta đi nhá. Để em còn danh chính ngôn thuận về với anh chứ.
Vâng. Anh, sao trông anh mệt mỏi thế? Có chuyện gì hả anh? Thời gian này công ty gặp nhiều chuyện của em ạ. Làm gì cũng thất thoát, khách hàng thì cứ chạy sang công ty đối thủ ấy. Ờ thế á? Ôi, này, hay là công ty anh có nội gián nhở? Chứ em thấy công ty đang hoạt động tốt mà. Anh thấy mệt mỏi quá, không biết vì sao nữa, đối thủ cứ đi trước công ty một bước ấy. Thôi anh đừng có lo quá, mọi chuyện em nghĩ sẽ ổn thôi, anh giỏi mà. Em vào trong xem cơm nước đi nào. Hóa ra là mày à? Chính mày là người đã trộm cắp tài liệu mật của tao à? Công ty mày có cái chó gì để tao trộm cắp đâu? Ngoài cái đống giấy tờ nợ nần và cái đống giấy tờ đòi lương của nhân viên ra thì còn cái gì? Khủng công, tao yêu thương, tao chiều chuộng mày như thế, bây giờ mày quay ra mày cắn tao à? Núi cao ấy thì còn có núi cao hơn, mà tao ấy thì thích ở trên nơi cao nhất, mày hiểu không? Anh Toàn ấy mới chính là chủ tịch và là người ta yêu thương thật lòng. Mày, hóa ra mày là con thò thằng Toàn à? Tao đúng là ngu à? Thì sao? Cứ cho là tao là con thò đi. Vì chính mày ấy cũng đã từng coi trọng con thò này mà. Anh Toàn nói không sai, cái loại đàn ông như mày ấy mà chỉ nghĩ bằng thân dưới thôi. Mà cái loại mày còn ngu, coi trọng con thò đến cái mức đuổi vợ ra khỏi nhà. Cút ra khỏi nhà tao. Ấy anh yêu, anh không cần phải đuổi em đâu. Em đương nhiên là sẽ không mang háng đến nhà anh thêm một lần nào nữa. Bởi vì trên người anh bây giờ ngoài cái xác khô ra thì chỉ còn một đống nợ thôi. Bye bye. Mẹ đẹp quá, yeah, vậy là con cũng đẹp như mẹ. Đúng vậy, sau này con gái của mẹ lớn lên chắc chắn con sẽ còn xinh đẹp hơn mẹ nhiều. Trang, sao bây giờ em lại trở nên xinh đẹp như vậy? Chào anh, hôm nay tôi đến đây là để đón con gái của tôi. Trang ơi, anh mất hết tất cả rồi, đến bây giờ anh mới nhận ra một điều, chỉ có em là thương anh và quan tâm anh thôi. Tất cả những con đàn bà khác chỉ lợi dụng anh, khiến anh tán ra bại sản thôi. Tôi biết tất cả những tin tức anh bị phá sản đã răng đầy trên các mặt báo rồi. Vậy nên tôi cảm thấy việc tôi đưa Mini đấy là một điều hợp lý đấy. Tôi bây giờ đã có nhà hàng và nó hoạt động rất tốt. Còn anh đã không còn đủ kinh tế để nuôi Mini nữa rồi. Trang ơi, anh xin em hãy tha thứ cho anh sai rồi mà. Dù sao thì anh vẫn là chồng em, là bố của My mà. Anh bắt tôi ở nhà làm nội trợ, rồi anh lấy cái cớ đấy, anh bảo tôi là ăn đám anh. Anh ngoại tình với cô bồ của anh, đưa cô ta về nhà mà anh không thèm quan tâm đến con bé nó buồn như thế nào. Khi mà bố nó không thương nó, vậy mà anh còn trách tôi là nhẫn tâm với anh à? Bố không thương con, bố cũng không thương mẹ con. Em đi, sao con lại? Vì chính mắt con đã nhìn thấy mẹ vất vả, mẹ quan tâm con. Còn bố khi đi đâu ý, bố còn quan tâm cô Huyền hơn con nữa. Con không tin bố nữa đâu. Dù sao thì chuyện cũng bung bét hết cả rồi. Bát nước đấy hết đi cũng không thể lấy lại được nữa. Tôi với anh bây giờ tốt nhất là đừng liên quan gì đến nhau cả. Chúc anh sớm trả được nợ. Đi rồi con. Con chào bố.
yêu kỳ diệu.